Jimmy kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Hoa Kỳ cấm cửa các hãng hàng không Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper phản đối dùng quân đội dẹp biểu tình. Tổng thống Trump muốn thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng Hòa. Kỷ niệm 31 năm thảm sát Thiên An Môn, Đài Loan kêu gọi Trung Quốc xin lỗi dân. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Kết thúc vị, chính phủ của Mỹ và hôm nay loan báo sẽ chặn các chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc ra cũng như là vào Mỹ, khởi sự từ ngày 16 tháng 6, sau khi Bắc Kinh có các biện pháp coi như là ngăn chặn không cho các hãng hàng không Mỹ tái lập đường bay giữa hai quốc gia. Theo bản tin của tờ báo New York Times, thì cuộc tranh chấp diễn ra tiếp theo quyết định của cơ quan điều hành hàng không dân sự Trung Quốc hôm 26 tháng 3 theo đó, chế hạn các hãng hàng không quốc tế chỉ có một chuyến bay mỗi tuần dựa trên lịch bay đã nộp hồi đầu tháng đó. Tuy nhiên, ở vào thời điểm nêu trên, cả ba hãng hàng không lớn nhất của Mỹ vốn thường xuyên có các chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc đã coi như ngưng mọi dịch vụ vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Vì lý do này, chính quyền Trung Quốc dựa vào lịch bay đã có, coi như không cho các hãng hàng không Mỹ tiếp tục các chuyến bay giữa hai nước. Trong khi đó, thì các hãng hàng không Trung Quốc vẫn thường xuyên có các chuyến bay đến các thành phố của Mỹ. Hai hãng hàng không Delta Airlines và United Airlines từng hy vọng sẽ tái lập các chuyến bay tới Trung Quốc trong tháng này. Cả hai công ty đều khiếu nại với cơ quan điều hành hàng không dân sự Trung Quốc, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng Giêng năm nay, thì mỗi tuần các công ty hàng không Mỹ và Trung Quốc có 325 chuyến bay giữa hai quốc gia. Xong đến giữa tháng 2, chỉ còn có 20 chuyến bay, tất cả đều của các hãng hàng không của Trung Quốc. Quay sang phần tin khác, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là Mark Esper vào hôm nay 3 tháng 6 nói rằng ông không ủng hộ việc sử dụng quân đội hiện dịch để trấn áp các cuộc biểu tình hiện đang xảy ra khắp đất nước sau cái chết của ông George Floyd Ông Esper cũng khẳng định rằng các cơ quan, đơn vị hỗ trợ liên bang chỉ nên là biện pháp sau cùng để được dùng trong vai trò thi hành pháp luật sau lời đe dọa mới gần đây của Tổng thống Donald Trump là sẽ huy động quân đội để giữ trật tự. Luật chống nội loạn được thông qua năm 1807, được phép Tổng thống Mỹ được huy động quân đội hiện dịch để thi hành pháp luật trong lãnh thổ Mỹ và đặt các đơn vị vệ binh quốc gia dưới quyền điều khiển của liên bang. Trong một số trường hợp đặc biệt, như có các cuộc nổi dậy, khởi loạn như từng thấy trong thời gian xa xưa của nước Mỹ. Ông Esper cũng tìm cách giải thích một câu nói gây tranh cãi của ông mới đây là kêu gọi giới chức công lực khống chế bãi chiến trường khi thảo luận về việc dẹp bạo động trên đường phố trong hoàn cảnh có bất ổn xã hội hiện nay. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì vào hôm qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông muốn chuyển địa điểm tổ chức hội nghị quốc gia đảng Cộng hòa sau khi tiểu bang North Carolina từ chối nới lỏng các hạn chế về coronavirus tại thành phố Charlotte, địa điểm dự kiến ban đầu để tổ chức sự kiện trên. Trong bài đăng trên Twitter, Tổng thống Trump đã phàn nàn về việc thống đốc của tiểu bang North Carolina Roy Cooper và các phiên chức tiểu bang từ chối bảo đảm đảng Cộng hòa có thể sử dụng Spectrum Arena cũng như là không cho phép các đại diện của Đảng Cộng hòa sẽ tham dự đầy đủ như đã hứa. Tổng thống Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã yêu cầu hội nghị quốc gia Đảng Cộng hòa được phép tổ chức với sự góp mặt đầy đủ của các thành viên đảng này và không phải mang khẩu trang. Tuy nhiên, đây là một yêu cầu rất khó khăn đối với tiểu bang North Carolina, một tiểu bang đang phải đối mặt với số ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng cùng với 29.900 ca nhiễm hiện tại và 900 trường hợp tử vong quận Mecklenburg, nơi Charlotte tọa lạc, có đến 4.500 ca nhiễm và gần 100 trường hợp tử vong. Một hội nghị quốc gia đảng Cộng hòa truyền thống thường có sự gấp mặt của khoảng 2.500 đại biểu và 2.500 đại biểu dự khuyết và rất đông đảo khách mời, ký giả và nhân viên an ninh. Thông báo của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông có cuộc điện đàm với Thống đốc Cooper, trong đó vị Tổng thống Trump đã nói với Thống đốc Cooper rằng ông muốn có một hội nghị truyền thống với tất cả các đại biểu tham dự. Nhưng thống đốc đã nói rõ với Tổng thống Trump rằng những điều kiện đó có thể sẽ không phù hợp với tình trạng dịch hiện tại ở tiểu bang. Trước tình hình này, thì các thống đốc của đảng Cộng hòa của các tiểu bang bao gồm Tennessee, Florida và Georgia đã nói rằng họ có thể tổ chức hội nghị nếu North Carolina từ chối. Quay sang phần tin khác, thì chính phủ của Đài Loan vào hôm nay kêu gọi Trung Quốc hãy xin lỗi dân chúng về cuộc thảm sát người tranh đấu đòi dân chủ ở Thiên An Môn tại Bắc Kinh năm 1989, nhưng bị Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ, gọi đây là đòi hỏi phi lý. Vào hôm thứ Năm, ngày 4 tháng 6, sẽ là đánh dấu 31 năm ngày xảy ra vụ quân đội Trung Quốc bắn vào người dân tham dự cuộc biểu tình ở trong và chung quanh khu quảng trường Thiên An Môn. Nhà cầm quyền Trung Quốc cho tới nay vẫn cấm dân không được công khai bày tỏ sự tưởng nhớ hay nhắc nhở gì về việc này. Chính quyền của Bắc Kinh cũng chưa hề công bố số người thiệt mạng trong cuộc đàn áp. Tuy nhiên thì các ước tính từ nhiều tổ chức nhân quyền và nhân chứng nói rằng số người chết có thể từ mấy trăm lên đến mấy ngàn người. Cơ quan đặc trách về các vấn đề tại lục địa Trung Quốc của chính phủ Đài Loan nói rằng Bắc Kinh nên công bố các sự kiện lịch sử về ngày 4 tháng 6 và có lời thành thật xin lỗi tại bắc kinh phát ngôn viên của bộ ngoại giao trung quốc đã bác bỏ lời kêu gọi của đài loan cảm ơn quý vị đã theo dõi phần điểm tin trong ngày với jimmy hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp